Dạ thưa thầy, Bác Hồ nói sống tốt đời đẹp đạo, còn theo thiền tông phải sống đúng nhân nghĩa lễ chí tín. Vậy các chùa vật lý đầu năm vẫn đọc kinh cầu an cho Phật tử và toàn nhân loại. Vậy thưa thầy, kinh cầu an đó có giúp cho dân được bình an và tâm an không ạ? Bây giờ đó, cái kinh cầu an nếu mà đọc ra thì ông Phật nói đừng có làm chuyện nấu cát thành cơm. Cầu an là do mình thôi, mình tưởng thì nó không an, tại mình không tưởng thì nó an, có vậy thôi. Cả một cái quốc gia này cái tưởng đó đi, rồi nó lộn xộn, đừng tưởng đi. Không bằng thực tế, gia đình anh bữa nay gạo còn không? Không còn thì làm sao có gạo thôi, tưởng chi. Đi làm mới có chứ không phải ngồi đó cầu xin gạo nó chạy vô. Tiền hết không phải ngồi xin tiền chạy vô. Không phải đi làm nó có tiền chứ. Thiền tông thực tế, thiền tông nhập thế để nuôi thân và lo tổ quốc. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi.